Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 Galaxy 19 trong ngày thứ 6 rồi 11 tháng 10 năm 2019. Mặc dù là ngày cuối tuần thế nhưng rất nhiều cư dân tội nghiệp vô cùng từ vùng phía Bắc của Los Angeles cho đến phía Nam ở Riverside hiện nay đang phải đi vào các nhà tạm trú vì gió và lửa khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị một cái bản tin breaking news từ chiều ngày hôm qua. Hai nhân vật người Ukraine, hai thương gia trong lúc chuẩn bị bay ra khỏi nước Mỹ thì đã bị bắt ngay tại phi trường, có liên hệ tới luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani và nhiều vấn đề khác nữa. Câu chuyện không khác gì một câu chuyện gián điệp điệp viên hiện nay, mời quý vị theo dõi chi tiết. Thế nhưng trở lại với dự báo thời tiết, gió sẽ giảm ngày hôm nay không Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì gió Santana Wind tiếp tục thổi rất là mạnh, và cũng chính vì vậy mà nhiệt độ hôm nay sẽ còn tăng hơn so với ngày mai nữa, thưa quý vị. Hôm nay trung bình ở Westminster và Garden Grove lên cao nhất là vào khoảng 85-86 độ. Dạ vâng, và gió chỉ bắt đầu giảm bớt đi là bắt đầu từ sau 6 giờ thôi quý vị, 6-7 giờ thì gió sẽ giảm. Nhưng mà cái nguy cơ về cháy đồ đó thì vẫn được đưa ra nguyên ngày hôm nay đến 6 giờ thì dứt, là bởi vì gió bớt. Quý vị tự thấy khuya từ hôm qua cho đến bây giờ đó là gió cái sức trung bình thôi đó là 45-50 dặm một giờ lận. Và cũng chính vì gió và nó khô như vậy, độ ẩm xuống chỉ còn có 3% thôi, cho nên là từ tối ngày hôm qua ở tại khu vực Silmar đã xảy ra một cái vụ cháy rồi, thưa quý vị. Cháy bắt đầu là khoảng 9 giờ tối ngay gần cúp đường Freeway 210 đó, và tính cho đến sáng ngày hôm nay thì rất là đáng tiếc, các lính cứu hỏa vẫn chưa khống chế được cái ngọn lửa này chút nào cả, bởi vì gió rồi khô rất là khó khăn. Được biết là cháy đến sáng ngày hôm nay đã lên hơn 5.000 acre đất và thiêu rụi khoảng chừng đâu một vài cái building và một số nhà cửa. Nhưng mà hiện nay bởi vì là đám cháy vẫn còn lan ra, lính cứu hỏa chưa có đi khống chế được gì cả, cho nên họ chưa có đưa ra được con số nhà cửa chính thức bị thiêu rụi. Tuy nhiên rất nhiều cư dân ở xung quanh cái vùng này đã được lệnh di tản, thưa quý vị. Khoảng chừng đâu gần 13.000 gia đình là đã được lệnh di tản bắt buộc. Và các giới chức họ nói rằng phải đi liền ngay lập tức, bởi vì cái ngọn lửa nó lan nhanh kinh khủng, cho nên nếu quý vị chần chờ ở lại thì họ không có bảo đảm tính mạng an toàn của quý vị, bởi vì họ sẽ không có đi vô từng nhà để mà tìm người, họ chỉ có dập tắt lửa bên ngoài mà thôi. Cư dân có nhiệm vụ phải tự đi đến các shelter, chạy ra khỏi cái vùng lửa đang cháy. Mà sáng nay cái chỗ đó không còn chỗ nữa, người ta vô đông quá bây giờ, cái chỗ đó chưa hết chỗ chứa rồi, thưa quý vị. Và tính đến sáng ngày hôm nay thì Freeway 210 đi lên phía East với lại Freeway số 5 đã được phong tỏa luôn, thưa quý vị. Nói chung là không lên được luôn. Không lên được, hoàn toàn phong tỏa. Cháy quá lớn từ phía Bắc Los Angeles cho đến phía Nam. Thêm một điểm nữa, Thảo Yên, là mình đã biết trước ha. Gió sẽ đến và trước mấy ngày luôn, mình đã dự báo vậy mà cũng không thể nào né tránh được những cái chuyện mà khi mà lửa nó bùng lên á, mà nhóm cứu hỏa chạy tới thì không kịp nữa. Lửa lan quá nhanh, gió nó thổi từ hướng Bắc đi xuống hướng Nam, tình hình rất là tệ hại. Mặc dù chúng ta biết được và đã có những tất cả các nỗ lực để đề phòng cháy rồi, vậy mà vẫn không tránh khỏi hôm nay bao nhiêu người vô gia cư. Trở lại với các con số của thị trường tài chính, thị trường rất là vui ngày hôm nay sau khi từ sáng sớm Tổng thống Trump đã gửi đi lời thuyết nói rằng xem ra cuộc thảo luận kết thúc ngày hôm nay, hôm qua và ngày hôm nay giữa phái đoàn Trung Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Trump nhắn là xem ra sẽ đạt được những cái thỏa thuận tốt đẹp. Thế thì
chưa biết được kết quả sẽ như thế nào. Đến chiều hôm nay thì hy vọng biết được. Nhưng mà với cái tin nhắn của Tổng thống Trump đã khiến giới đầu tư rất là vui và họ nhảy vô mua các cổ phiếu, bởi vì họ nghĩ có nhiều cổ phiếu đang giảm giá. Chúng ta còn nhớ đến cái vụ mà giảm tới 800 điểm vào tuần rồi. Mặc dù từ hôm thứ hai đến giờ phút này, thị trường chứng khoán tăng lên rất đều. Hầu như hôm nay gần như lấy lại tất cả những điểm đã mất hơn 800 tới 900 điểm thời gian qua. Hôm nay là Dow Jones lên tới 26.922 rồi thưa quý vị. Có lúc còn có 26.000 lẻ mấy thôi. Lên được thêm 425 điểm nữa. Nguyên tuần lễ này là chứng khoán toàn là một màu xanh. Nasdaq lên 147, vượt quá 8.098, mà trước đó rớt xuống còn có 7.000 mấy thôi. S&P 500 cũng lên được 48 điểm, 2.986. Thị trường châu Á cũng vui lây, bởi vì ngày hôm qua thị trường của Hoa Kỳ đều tăng và châu Á phản ứng tích cực, lạc quan. Hồng Kông lên tới 600 điểm, Thượng Hải lên 25, Thượng Hải thì lên trong thời gian qua nó cũng nhích lên vài chục điểm thôi chứ không có nhiều. Nikkei lên được 246 điểm. Lãi suất 10 năm giờ đây đã nhích lên nhanh quá rồi thưa quý vị, hôm đầu tuần thứ hai là 1,52%. Hôm nay cách nhau có mấy ngày thôi mà đã là 1,73%, lên được hơn nửa chấm. Mà nửa chấm đó nếu quý vị nào đi mua nhà thì cũng mất khá tiền đó. Phân lời 30 năm là 2,22, cũng nhích lên luôn. Lý do là giới đầu tư không mua công trái phiếu. Điều đó có nghĩa là họ nhảy sang mua cổ phiếu. Tuy nhiên một điểm cũng ghi nhận, chính phủ Hoa Kỳ đã bơm vào thị trường cả mấy chục tỷ Mỹ Kim trong thời gian qua để giúp không để cái phân lời nó giảm quá nhiều thưa quý vị. Dầu lên 83 sen, lý do như thế nào? Hôm nay 54 đồng 38 sen, ngay sau khi một tin tức từ vùng biển đỏ Red Sea. Và đây là bản đồ của Saudi Arabia, quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, lại đụng độ xảy ra giữa Iran và Ả Rập. Bên này là Iran, mà quý vị thường thấy anh có bờ biển của anh thì có tàu của Iran thường xuyên rời khỏi nơi đây để cung cấp dầu cho vùng Trung Đông. Và không hiểu vì lý do nào gặp phải lệnh cấm vận mà anh chàng Iran này vẫn vi phạm lệnh cấm vận đưa tàu sang vùng biển đỏ. Không biết là bán cho Ai Cập, Sudan hay là Eritrea. Nhưng mà chiếc tàu của Iran đi vào vùng biển đỏ này, và khi mà tiến sát với bờ biển của Saudi Arabia, sáng hôm nay chiếc tàu đã trúng hai hỏa tiễn. Bên phía Iran thì cáo buộc Ả Rập bắn hai hỏa tiễn và gây thiệt hại cho tàu của Iran. Và đây là chiếc Sabiti chở dầu thưa quý vị. Dầu hỏa nằm trong lệnh cấm vận và Ả Rập muốn trả đũa vụ những chiếc tàu của Ả Rập đã bị Iran tấn công. Vì thế tình hình này biến động. Hiện nay thì chưa biết được các cuộc điều tra. Ả Rập, Saudi thì họ không lên tiếng gì cả, không có xác nhận là bắn hay không bắn. Bên phía Hoa Kỳ họ báo cho biết là họ biết được có xảy ra một cái vụ đụng độ ở vùng biển đỏ này, bởi vì lực lượng hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, nhưng mà phần lớn tập trung ở vùng vịnh Oman này nhiều hơn. Như quý vị thấy cái eo biển này là nơi mà các tàu Mỹ, tàu Anh họ bảo vệ các chiếc tàu dầu của Ả Rập đi ngang qua vùng eo biển của Iran này. Nhưng mà họ cũng biết được xảy ra một cái biến động ở tại đây khi tàu dầu của Iran đi ra khỏi nơi đây. Đó là biến động đã khiến cho giá dầu tăng trong ngày hôm nay. Chúng tôi trả lại sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.